Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video số 2, chúng ta tham quan giao lưu với anh Lê Phúc ở thành phố Bắc Giang, khu vực cây bonsai sân thượng. Ở cuốn video số 2 này tôi gửi đến hình ảnh tác phẩm đầu tiên là một cây dưới. Khi ngắm cái tác phẩm dưới này tôi thấy có cái bóng dáng rất đẹp. Đấy. Mặc dù là những cây tầm nhỏ có thể hai người bê được, hai người có bê được không anh? Cái này được. Hai người không bê được, cái này phải bốn người bê được đấy. Ừ. Vì lượng đất nó nhiều. Chậu này là chậu xi măng thôi, đúng không? Giả đá. Đấy, cây dưới này tôi có cảm tưởng như cái bệ của nó rất là đẹp, nó côn cây. Đấy, mà cây cũng không phải là cao. Các cái tay chi của nó thì những cái điểm mà xuất phát từ thân ra nó rất to rồi chứ không phải nhỏ đâu. Cây này đây. Làm lâu lắm rồi. Lâu lắm. Bây giờ là nó mịn hết rồi. Mà răm rất dày. Răm dày. Cứng đấy. Nhắc hết rồi. Cứng nhắc hết. Có lá vàng là kệ nó thôi, nó tự đào thải xong nó lại tự mọc luôn mà. Đấy, tự dụng. Đấy. Ngọn được, cổ ngọn đẹp, tròn trịa rồi. Mà cây cũng có những cái vị trí sau này nó bo thêm nữa là thành trở thành những cái lu cục rất nổi cộn lên. Tổng chiều cao cây này chắc là tầm khoảng độ 60. 60. 60. Đẹp quá. Nhìn cây dưới tầm nhỏ nó cô đọng lại rất hay này. Chúng ta chuyển sang cái mặt sau cơ. Rồi. Cây là cây dòng khai thác nhưng mà cũng rất là nó rất hợp với những người chơi theo cái sở trường là những cây tầm nhỏ. Chơi nó cô đọng lại. Em ở giữa vườn dưới còn một cây dưới khai thác cực đẹp luôn. Và nó kẹp ở khe đá. Dưới nhảy đá đấy. Rồi. Và bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây si này. Si ra lộc đẹp quá. Và một cây si rất liền lạc, không đóng ghép, không gì hết. Cây này càng chơi nó càng già cây lên, càng cô động lại. Bông tán cũng đẹp rồi, các vị trí. Mỗi năm tăng thêm một lượng dăm nhất định nữa là. Chỉ có mỗi cái quả phúc này chắc vừa rồi anh chưa sấn xuống. Chưa. Chắc muốn nuôi thêm một chút nữa. Khi sấn xuống thì lá nó nhỏ tiếp lên lại càng đẹp. Cây này là em lấy của bác Tùng Kính ở... À, ông Tùng Kính Bắc Ninh. Rồi. Lấy về lâu chưa anh? Cũng được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Rồi, ông Tùng Kính Bắc Ninh thì nhiều si lắm. Trên tầng 5 của ông ấy. Và nói về si thì bên này còn một cây nữa. Cây này là cây si dáng làng này. Cái lượng rễ nó buông nhìn rất là đẹp nhé. Đây. Đúng như cây cổ thụ ở đầu làng nhỉ. Dưới lại có cái cổng. Cổng làng giếng làng này. Trên một cái chậu tàu cũ. Rồi. Bên cạnh đó là một cây đa trắng. À, cây đề trắng, vâng, cây đề trắng còn gọi là cây lâm vồ đây. Cây này cũng cây dáng làng, cái bệ đẹp thế nhỉ. Anh đang câu thêm mấy cái rễ xuống buồng nữa này. Cây đề trắng. Cây này mặt trước nó lồi lên một cái u, nó hình như là hình mặt của ông Đạt Ma. Lu này như ông Đạt Ma, mồm, mắt, mũi. Mũi, mắt, à, đây rồi, nhìn đây dâu, rồi. Râu, mồm. Đây mới là lu nó đùn ra đây, chứ không phải là cành mình nuôi xong mình cắt để nó về đúng sẹo. Đúng rồi, cũng lu là tự đùn ra đấy. Mới đùn ra được hơn một năm. Từ
tưởng tượng nhìn như là Đạt Ma Sư Tổ. Đấy, đây là phía mặt trước của cây đề trắng này. Rồi. Đấy. Đấy, còn đây là những cây nguyệt quế này. Vâng, quay nhiều những cây hoàn thiện thì tôi lại thấy ở góc này anh Lê Phúc có một cây phôi xanh, hoặc cứ bây giờ vẫn gọi là dạng phôi đi, vì nó chưa hoàn thiện về về bông, nhưng mà các cái vị trí để định hình về về tay chi đưa ra là đủ hết rồi. Một cái phôi xanh Nam Điền rất là đẹp này, chùn sụn này. Đấy, u cục ra nó trông như là cứ đùn khoai sọ cả này. Tuyệt vời không? Đang trong còn một số phía trên này chỉ còn vài cái chỗ để mầm thở và tay 3 tay 4 thôi. Còn phía dưới là gọn hết rồi. Và vàng óng. Cái phôi này cũng tầm khoảng độ 3 4 người bê thôi. Khi xong cây thì cũng là những cây rất là lùn, rất gọn. Và đây là cây xanh quê. Cây xanh này được bám đá, rễ xanh quê nó nhỏ đều và nó đan như đan lưới hết, bám lên một cái trụ đá. Vào đây là phía ngược lại. Và cây xanh Nam Điền tầm nhỏ. Trông này thôi nhưng cũng bao nhiêu tuổi rồi đấy. Nhìn nó lên ra voi hết rồi này. Thế này là các cái cây này anh tự cắt tỉa chăm sóc lấy à? Em tự chăm sóc lấy. Tuyệt vời nhỉ. Nó có dành cái thời gian ngoài cái công việc cái lúc ngày thứ bảy chủ nhật và rảnh rỗi lại bắt đầu ngồi. Nói chung là tự vốn nắm tự làm hết tất cả những cái phôi ở trên cái những cây mini ở trên này là một tay em làm hết. Đấy. Thế còn ở vườn dưới thì em cũng cắt sở thỉnh thoảng có thợ về giúp em. Vâng. Tốt quá. Và chúng ta trở ra ngoài phía ban công thì tôi thấy anh cũng sắp xếp được rất nhiều cây, ví dụ như là hoa giấy này, tùng La Hán này. Đấy, có cái ba cái cây hoa giấy để liền nhau. Đây là cây hoa giấy Mỹ. Và cũng vẫn là những cây mà khoảng 2-3 người bê, rất gọn. Bên này là cây hoa giấy tím Huế này. Úi giời, cây này gốc đẹp thế nhỉ. Càng ngày nó càng nổi lu lên này. Sưng tất cả đây này. Nói chung là cây này nó đường chạy là nó thân rất dẻo. Lắc lư quá đẹp. Đẹp quá. Cái đường chạy của cây. Ui, đây bên này nhìn bây giờ chỗ bên này mới thấy cái chiều sâu của nó. Đường chạy rất là khó chịu. Là cây hoa giấy tím Huế. Và còn cây bên này cũng là cây tím Huế này. Cây này thì gốc to hơn. Đấy, đứng ở trên ban công nhà ngắm này. Ở đây có nhìn thấy Bixi không nhỉ? Bixi nó nằm bên tay phải. À, bên tay phải, tức là khuất cái tòa nhà nhà anh đúng không? Trước là ủy ban thành phố. Nhà vàng kia là ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang. Đúng rồi.
Bên này là ô tô VinFast. Cái đỏ đỏ. Rồi rồi, kia, ô tô VinFast. Đại lý ô tô VinFast. Rồi. Đây cũng là một cái vệ xanh Nam Điền này. À, đây là cái dãy Tùng La Hán. Anh ấy làm một cái giá inox và để sát với cái ban công, sát với bờ rào. Đẹp quá. Trời, đều là hướng ra phía ngoài để hóng ánh sáng. Và phía ngoài này tôi thấy anh còn có một số cây, ví dụ như me này, hồng ngọc mai này. À, đây là có cây bồ đề đây. Nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng đang bó, là... đang ém đá đây này. Cây đấy là trước là đây. Mua một cây mai, xong là trồng là cái tự dưng là ở gốc cây mai con chim nó cắp cái quả vào. À, nó lại mọc cái quê đề. Nó mọc thì cây mai chết. Cây mai chiếu thủy chết. Thế là cây này nó tự mọc lên. Và sau đó là em cứ để kệ, xong là em tự uốn nắn làm. Thì nó mới được có 2 năm, từ lúc mà bắt đầu nó mọc đến giờ được có 2 năm thôi. Là... được. Đấy, trở thành hàng mini mình để bàn trà ngắm hoặc tự dưng nó chắc là con chim nó ăn hạt nó cắp vào đấy, thế là nó mọc ở gốc cây me. Rồi. À, mà mọc ở gốc cây chú thủy, mai chú thủy. Và tôi đã chia sẻ với các bạn gần như là trọn vẹn cái khu vực với 50m² bonsai sân thượng của anh Lê Phúc. Ngay cạnh Bixi Bắc Giang, siêu thị Bixi thành phố Bắc Giang. Cũng là một cái đam mê chơi trong cái không gian nhỏ hẹp của nhà mình, nhưng rất là tinh tế. Và Đỗ Sinh tiếp tục di chuyển qua giới thiệu của anh Phúc là dưới mặt đất anh cũng còn một cái vườn. Xuống dưới tầng 3 còn một dãy nữa. Dưới tầng 3? Vâng. À, lại còn dưới tầng 3 nữa. Dưới tầng 3 một dãy ở Lan Can. Đi, di chuyển xuống tầng 3 đi anh ơi. Vâng, và tôi với anh Lê Phúc đã di chuyển xuống dưới tầng 3. Thì ở ngoài ban công anh cũng chơi một số cây. Đó là cây, từ cây mai chiếu thủy đấy nhá. Chúng ta đi từ góc này. Cây mai chiếu thủy. Hai nhánh thân. Đấy. Mai chiếu thủy lá... lá chung. Đây là cây xanh quê. Những cây xanh quê này sao da nó trắng thế nhỉ? Này, da trắng bệch kìa, đẹp không? Còn đây là thiên tuế. À, anh ấy buộc bảo hiểm đây rồi. Tôi mới nhìn tôi lại bảo để tranh vinh. Cây mai chiếu thủy đây. Đấy.
Và đây là cây hoa gạo. Gạo làm theo kiểu nốt nhạc. Vâng, xem nào, nốt nhạc. À đây đây đây. Là em thích âm thanh nên là uốn cây gạo thành nốt nhạc. Vâng, tôi cũng bật mí luôn với anh em chúng ta là trong khi giao lưu qua Zalo thôi. Là anh Phúc thường cho tôi xem những cái cuốn video ngắn mà anh ấy tự sướng. Tức là cầm mic hát và quay video gửi cho bác Sinh thưởng thức. Đấy, cho nên là cũng là một con người rất yêu về dòng âm nhạc. Đấy, có một giọng ca cũng rất là khỏe. Đây là cây hoa gạo. Rồi. À, tiếp đến một cây xanh. Bệ xanh quê. Vâng, và ở cái vị trí này tôi thấy anh Lê Phúc có cây túc này các bác. Nhìn nó có rất là đẳng cấp không? Gốc bồ ngọn chỉ. Và đặc biệt cái độ nhăn chùn ra voi của cây túc này chúng ta nhìn thấy nó trông rất là dữ luôn. Và bất hết lá mà nó phật lộc là đỏ chót. Đây này. Đấy, cái nhánh lộc của nó đây này. Đỏ như là lộc túc mà đấy. Đấy, dưới này anh đang nuôi anh thiết kế cây tử. Tử ở lưng. Đấy, lộc rất đỏ luôn. Đấy. Đẹp quá. Cây rất cơ chơi cô động. Và bên cạnh cũng là một cái cây túc nhưng mà tầm nhỏ hơn. Nhưng cây này được cái bệ khoái đẹp. Bởi vì đã được để trong cái chậu nhỏ hơn, chạy xung quanh miệng chậu. Bây giờ nới ra cái ang lớn. Nhưng mà cái đế của nó đẹp quá. Cái bông trang đỏ. Và còn đây là cây rành rành. Cây hoa rành rành. Chơi cho nó mát hiên. Và cũng có cái hay, mỗi tầng mình có điểm một số cây này là tuyệt vời đấy. Ở gần đây anh có bạn bè chơi cây kiểu như dạng như anh đấy không? Cũng ít. Cũng ít đúng không? Đây ít. Vì cái khu này hình như là khu mới. Vâng, khu mới. Mới. Và cái còn lại một số những tác phẩm tôi đưa lướt qua để anh em cảm nhận được là ở cái tầng 3 và dọc ngoài ban công. Ở ngoài hành lang mà anh Phúc anh chơi này. Mai chiếu thủy theo lối cổ này. Cây dâu tằm này. Cũng rất là kỳ dị đây. Rất quái. Rất các loại cây. Đủ. Rất phong phú. Đúng theo tiêu chí của Đỗ Sinh. Chơi đa dạng. Xanh Nam Điền này. Ô cái phôi này hay thế. Là sử dụng. Cuối này hay mà. Rồi. Đủ hết rồi. 1, 2, 3, 4 đủ rồi. Đón quả Phúc lên đây rồi. Hoàn thiện bông nữa là ngon lành thôi. Và ngoài này lại có cái gạo nhỏ nhỏ đây. Bám đá. À chà, sao đây. Dưới này có cái viên đá cổ thạch. Cái này có hoa rồi chứ? Cái đấy có hoa rồi. À, tuyệt vời rồi. Rồi. Và đây là cây si. Cũng là hình ảnh của cây cuối cùng trên cái ban công tầng 3. Ở vườn anh Lê Phúc.